Công trình kè chống sói lở bờ sông Ba, đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Phú Hòa, có tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Đơn vị thi công đang huy động nhiều phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dù nhà thầu đã ứng trước chi phí để đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng 450 mét đầu tuyến kè vẫn vướng vì chưa có mặt bằng sạch. Nhà thầu đã từ bỏ kinh phí trước để mà giải phóng đền bù cái đoạn từ 450 mét đến cuối tuyến kè đã giải phóng xong rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ đang vướng cái đoạn là từ cầu Ông đến đoạn đó chưa giải phóng là 450 mét. Máy móc và con người đang tập trung trên này để trên công trình, thời gian kéo dài thì nhân công và thiết bị nằm chờ là không hiệu quả. Tại tỉnh Phú Yên, hiện có hơn 180 công trình dự án đang thi công, trong đó có 15 công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và 8 dự án trọng điểm sử dụng hơn 36.000 tỷ đồng của nhà đầu tư. Thế nhưng do vướng mặt bằng nên nhiều dự án công trình phải thi công cầm chừng, làm ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng của địa phương. Và trách nhiệm địa phương thì thực hiện trích đo vi chú, thực hiện kiểm cơ kiểm đếm và áp giá đền bù. Trong quá trình thực hiện thì cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham gia ủng hộ và tạo sự đồng thuận. Phê duyệt phương án cũng như cái giá đất, giá cây đó, chưa có được phê duyệt cho nên rất là chậm. Thì ban lý cũng như mong muốn là tỉnh sớm ban hành các cái giá đất đó, cũng như địa phương phê duyệt giá cây để có mà đưa vào phương án đền bù. Do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó khăn nên có ít nhất 4 dự án công trình trọng điểm phải hoàn thành trong năm nay sẽ bị chậm tiến độ. Nếu tỉnh Phú Yên không có giải pháp quyết liệt tháo gỡ thì việc giải ngân vốn đầu tư công của những công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ không thể thực hiện đúng kế hoạch.